Trận chung kết của U23 Việt Nam lẽ ra sẽ hoãn ở tỷ số 1-1 nếu không có điều này. Một điều vô lý đã xảy ra khiến cho U23 Việt Nam phải nhắn thất bại tại trận chung kết. Dù U23 Việt Nam đã về nước và trở thành nhà vô địch trong lòng người hâm mộ, nhưng cảm giác tiếc nuối thất bại tại trận chung kết U23 châu Á trước Uzbekistan vẫn còn đó. Điều đáng nói là trận đấu diễn ra trong điều kiện vô cùng khó khăn mà theo luật có thể được hoãn. Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông hôm qua thì huấn luyện viên Park Hang-seo tiết lộ, ông và ban huấn luyện cũng như lãnh đạo đội U23 Việt Nam đã chất vấn ban tổ chức giải và trọng tài về điều kiện khắc nghiệt. Tôi không muốn lấy yếu tố thời tiết để bào chữa cho thất bại. Chúng tôi không thua vì tuyết, nhưng tôi cảm thấy tiếc cho các học trò phải chơi một trận chung kết giữa điều kiện tệ như vậy. Theo ông Park thì mặt sân quá nhiều tuyết, trơn và trượt và không hề dễ quan sát trái bóng cũng như vạch vôi. Chưa kể, AFC còn để cho Uzbekistan mặc áo trắng ở hiệp 1 gây khó khăn trong việc quan sát của các cầu thủ Việt Nam. Ở giờ nghỉ thì ông huấn luyện viên Park cho biết ông đã yêu cầu trọng tài xem xét dừng trận đấu, khi đó đang có tỷ số 1-1. Tổ trọng tài cũng đã nhận thấy mặt sân không đảm bảo, buộc phải huy động nhân viên dọn tuyết gần 1 tiếng đồng hồ. Đó là khoảng thời gian chờ đợi dài kỷ lục của một trận bóng đá. Mặt sân tường châu ở điều kiện bình thường rất tốt, nhưng giữa thời tiết rơi thì không thể có hệ sóng sưởi hay thoát nước hiện đại. Điều này khiến cho công tác khắc phục băng tuyết gặp nhiều khó khăn. Theo ông Bác thì AFC có lẽ đã chịu sức ép về thời gian nên quyết tâm tổ chức trận đấu đúng ngày đã định thay vì lùi lại một ngày. Thậm chí ban tổ chức còn để lại hình ảnh phản cảm khi lôi hai đội ra trao giải gấp rút sơ sài, chỉ làm cho xong việc để khép lại giải đấu giữa cơn mưa tuyết trắng. Việc AFC trao giải sâu ngay sau trận đấu khi chúng tôi chưa kịp lấy lại cảm giác thăng bằng cũng là điều khiến cho tôi cảm thấy hụt hẫng. Có thể AFC muốn hoàn thành sớm việc trao giải trong bối cảnh thời tiết không thuận lợi như vậy. Tôi có thể bị họ phạt khi nói những điều này, nhưng tôi vẫn muốn nói, xin nhắc lại. Tôi không bào chữa tuyết là nguyên nhân U23 Việt Nam chúng ta thua trận. Nhưng tôi thấy rất tiếc vì AFC đã không hoãn trận đấu trong điều kiện mà lẽ ra nó phải được hoãn, ông Park nói. Theo luật của FIFA thì trọng tổng tài là người trực tiếp sẽ quyết định có hoãn hay không hoãn trận đấu, vì lý do bắt khả kháng hay không. Trọng tài người Oman Hamed Akab có lẽ cũng đã cân nhắc đến điều này trong quá trình dọn tuyết chứa trận mất gần 1 tiếng đồng hồ. Nhưng vì vô áo đen chắc hẳn đã chịu áp lực từ ban tổ chức, AFC và các lãnh đạo khác đã buộc phải kết thúc trận đấu ngay trong ngày thứ Bảy. Phạt hãng hàng không Vietjet 40 triệu sau vụ người mẫu mặc bikini trình diễn trên chuyến bay chở U23. Cục Hàng không Việt Nam đã ra quyết định xử phạt hành chính 40 triệu đồng đối với hãng hàng không Vietjet sau vụ việc người mẫu mặc bikini trình diễn trên chuyến bay chở đội tuyển U23 Việt Nam. Liên quan đến vụ việc người mẫu mặc bikini trình diễn trên chuyến bay Vietjet chở các cầu thủ U23 Việt Nam từ Thường Châu, Trung Quốc về sân bay Nội Bài, Hà Nội gây phản cảm, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức một cuộc họp đánh giá xác định nguyên nhân, xem xét trách nhiệm để xử lý vi phạm nhằm tăng cường đảm bảo an toàn an ninh trong hoạt động hàng không dân dụng đối với công ty cổ phần hàng không Vietjet. Qua đó thì Cục Hàng không Việt Nam đánh giá việc tổ chức sự kiện trên chuyến bay VJ7269 của Vietjet mặc dù không làm mất an toàn chuyến bay nhưng có thể gây uy hiếp cho an toàn, nên Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định xử lý các tổ chức cá nhân như sau. Qua đó, đối với tổ chức, xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần hàng không Vietjet với mức phạt 40 triệu đồng theo điểm C khoản 6 điều 22 quyết định 01 ngày 29 tháng 1 năm 2018 của Chánh thanh tra Cục Hàng không Việt Nam. Xử lý vi phạm đối với công ty cổ phần hàng không Vietjet với hình thức khuyến cáo bằng văn bản được quy định tại điều 15 thông tư số 85/2015 ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng không. Đối với cá nhân, xử phạt vi phạm hành chính đối với tiếp viên trưởng chuyến bay VJ7269 ở mức 4 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm không thông báo kịp thời cho cơ trưởng chuyến bay theo điểm A khoản 3 điều 15 Nghị định số 147/2013 Nghị định Chính phủ vào ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Xử lý vi phạm đối với giám đốc điều hành hình thức khuyến cáo bằng văn bản quy định tại điều 16 thông tư số 85/2015 ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng không. Thủ môn Tiến Dũng, Quang Hải, Xuân Trường lọt vào đội hình trong mơ của châu Á.
Các cầu thủ Quang Hải, Xuân Trường, Tiến Dũng của U23 Việt Nam góp mặt trong đội hình trong mơ do biên tập viên Scott McTay của Fox Sports ASEAN bình chọn sau giải U23 châu Á 2018. Đặc biệt, Quang Hải được biên tập viên này chọn chính là quả bóng bạc trong giải vừa qua. Sau khi theo dõi các trận đấu của giải U23 châu Á diễn ra tại Trung Quốc thì biên tập viên chuyên trang bóng đá Fox Sports bình chọn các cầu thủ xứng danh quả bóng vàng, bạc và đồng. Theo đó thì Quang Hải của U23 Việt Nam chúng ta được chọn là quả bóng bạc. Biên tập viên Scott McTay nhận định Nguyễn Quang Hải được đào tạo bài bản, có kỹ thuật xuất sắc. Anh làm nên điều khác biệt với những khoảnh khắc màu nhiệm như là ghi bàn cho U23 Việt Nam trong trận đấu với Australia ở vòng bảng, lập cú đúp trong trận bán kết với Qatar và cú đá phạt xuất sắc trong trận chung kết. Một cầu thủ tài năng vượt trội, Scott McTay ca ngợi. Ngoài Quang Hải, danh hiệu quả bóng vàng được Fox Sports đánh giá là xứng đáng trao cho Akram Afif của Qatar và Jabin Kilo Uriben của U23 Uzbekistan là quả bóng đồng. Dựa trên việc đánh giá các màn trình diễn cá nhân và trình độ kỹ thuật cá nhân của các cầu thủ tham gia giải U23 châu Á, thì biên tập viên này lựa chọn các cầu thủ cho đội hình trong mơ, đồng thời tự tin khẳng định trong nửa thập niên tới hoặc xa hơn, phần lớn các cầu thủ này có thể trở thành những ngôi sao hàng đầu, những nhân tố đóng góp quan trọng cho các câu lạc bộ họ thi đấu. Trong đội hình chính có sự góp mặt của Quang Hải và thủ môn Bùi Tiến Dũng, Fox Sports đánh giá rất nhiều thủ môn có thể tiến xa trong sự nghiệp thi đấu như là Mohamed Abakari của Qatar, thủ môn đội Uzbekistan là Bodley Radley hoặc là Kang Hae-yeon-mu của Hàn Quốc. Nhưng để góp mặt trong đội hình trong mơ nói trên, không ai phù hợp hơn thủ môn người Thanh Hóa. Dù thể hình và chiều cao có thể gây trở ngại, nhưng khả năng bắt bóng của Bùi Tiến Dũng là tốt nhất trong mùa giải và rõ ràng anh thể hiện rất là tốt trong những cú bắt penalty, góp phần đưa U23 Việt Nam vào chung kết, Fox Sports bình luận. Nguyễn Quang Hải cũng được ưu ái giao cho vị trí cánh phải của đội hình này. Đối với tôi, anh ấy là một cầu thủ có kỹ thuật siêu phàm, ấn tượng như những gì đã thể hiện. Scott McTay viết và khen ngợi tâm lý thi đấu rất tốt của cầu thủ người Hà Nội. Ngoài Tiến Dũng, Quang Hải thì trang tin thể thao này cũng lựa chọn một thủ quân của đội tuyển Việt Nam là Lương Xuân Trường vào vị trí tiền vệ của đội hình dự bị. Các vị trí chính thức khác của đội hình trong mơ mà Fox Sports đưa ra đó là hậu vệ cánh phải Mateo Davil của Malaysia, hậu vệ cánh trái Theo Dong Ryan của Hàn Quốc, trung vệ Dorshot Beck của Uzbekistan, Gao Junki của Trung Quốc, tiền vệ trung tâm được giao cho Odijon Samlobeko của Uzbekistan và Akram Afif của Qatar. Trong khi vị trí cánh trái thuộc về Wei Sanghao của Trung Quốc, các tiền đạo là Jabi Kilo của Uzbekistan và Ammo Ali của Qatar. Trận chung kết Việt Nam-Uzbekistan có thể bị hoãn. Vào lúc 9:30 giờ Hà Nội hôm nay ngày 27 tháng 1, ban tổ chức cho biết trận đấu vẫn diễn ra bình thường, nhưng khuyến cáo người hâm mộ, ngay kể cả khi đã vào sân cũng không nên bỏ cuốn vé, phòng trường hợp có chút thay đổi vào phút chót. Trong một ngày dịu êm thì hôm nay thời tiết tại Thường Châu, tỉnh Tô Giang, Trung Quốc là chuyển biến xấu. Tuyết rơi dày suốt đêm, phủ trắng thành phố, nhiệt độ xuống thấp, đất nước tỷ dân đang trải qua một đợt rét kỷ lục kể từ năm 1986. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC chưa đưa ra quyết định có hoãn trận đấu hay không. Họ chỉ khuyến cáo các cổ động viên nên giữ lại cuốn vé để có thể bồi hoàn tiền hoặc là sử dụng cho một ngày khác, phòng trường hợp trận đấu buộc phải lùi lại vì lý do thời tiết. Chúng tôi chưa nhận được bất cứ thông báo nào về việc hoãn. Vì vậy, toàn đội vẫn chuẩn bị cẩn thận cho trận đấu, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh chia sẻ với VnExpress. Mọi sự chuẩn bị cho trận đấu quan trọng nhất giải cho đến lúc này vẫn tiếp diễn. Các công nhân vẫn đang dọn dẹp trên mặt sân và khán đài. Đội U23 Việt Nam cũng đã chuẩn bị xong giày mới. Đó là một loại được đóng thêm đinh Duda, là một loại hợp kim nhẹ để thi đấu trong điều kiện tuyết rơi. Một ngày trước đó có mặt tại Thường Châu thì ông Hoài Anh cho biết: chúng tôi đã chuẩn bị ngay từ ở nhà trước khi sang đây dự giải. Đích thân huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã kiểm tra giày của từng cầu thủ. So với các cầu thủ của Uzbekistan ở vốn xứ lạnh thì Việt Nam chúng ta sẽ gặp rất là nhiều bất lợi hơn khi đấu trong thời tiết như hiện nay. Đa số các cầu thủ Việt Nam chưa từng đá khi có tuyết và đây là khó khăn, nhưng chúng tôi phải có tinh thần để vượt qua giành kết quả tốt nhất trong ngày chung kết này, Công Phượng chia sẻ.
Tâm sự buồn của nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân khi bị người yêu giận vì muốn sinh con cho các cầu thủ U23 Tiến Dũng, Quang Hải. Chỉ vì yêu các cầu thủ U23 Việt Nam quá mà thôi. Vui thôi đừng vui quá, các cô gái nên kiềm chế. Là những bình luận của một Facebook sau khi đọc câu chuyện vừa khóc vừa cười tại diễn đàn Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Theo đó, trong ngày toàn quốc hoan hoan ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam, nữ chính lại tỏ ra khá buồn bã. Sau khi Việt Nam giành chiến thắng bước vào trận chung kết, thấy mấy bạn bè đăng dòng trạng thái có nội dung như muốn đẻ con cho Tiến Dũng, Quang Hải, Văn Thanh thì cô cũng thử. Ban đầu 9X chỉ tìm trang cá nhân của các cầu thủ rồi vào bình luận cho vui với nội dung như là anh ơi em muốn đẻ con cho anh thích con trai hay con gái, mà con nào cũng được nhé anh, càng nhiều con càng tốt. Hay là ui anh ơi, anh hãy trở mặt người yêu như tốc độ anh ghi bàn để đến với em này. Rồi anh ơi, anh không cần phải đá penalty làm gì nữa đâu, anh đá em này, em đồng ý à. Bình luận cười xong chưa đủ, nữ sinh viết lên trên Facebook của mình. Tự dưng một ngày đẹp trời muốn chưa đẻ với ba người đàn ông, Tiến Dũng, Quang Hải, Văn Thanh, các anh ở đâu? Tuy nhiên cô đã xóa nó ngay sau đó. Thiếu nữ tâm sự, cô làm như vậy chỉ cho vui, xong bị bạn trai học bách khoa hơn một tuổi gào lên, chụp ảnh màn hình rồi gửi từng cái bình luận. Dù đã giải thích, anh chàng vẫn tức giận và cho rằng cô không tôn trọng mình, lôi chuyện tình cảm ra đùa. Bạn trai nói bóng đá là bóng đá, tình cảm là tình cảm, không phải bóng đá xong mang tình cảm ra nói chưa đẻ lung tung. Nếu muốn thể hiện như vậy thì chia tay rồi hẳn làm. Hình nữ chính và bạn trai vẫn chưa nói chuyện lại với nhau, không biết là thật hay đùa. Trong tâm trạng của cô khá rối bời và muốn chia sẻ để nhận được một lời khuyên,